Vâng, không đều. Và giật phải ngay. Ôi, không được. Tài của Tú gần đây chắc chắn hơn. Vâng, rất mạnh. Góc này nhìn sâu hơn. Thấp và nặng. Được thái ra ngoài rồi. Đáng tiếc Tú đã giao hỏng. Không, chắc là phải 7 tháng 4 chứ. Không phải chuyên nghiệp. Đây là tiếc 3-6. Một pha đối giật. Giật quá nhanh. Vâng. Bỏ cái laptop ra ngoài đã để đứng lên nào. Ông vít đừng đứng lên bàn. Phong độ rất cao. Tiếng cái ghế. Rất đáng tiếc cho Tuân. Tiếng bị vọng. Tuyệt phạt. Trái phòng thủ rất. Quá hay. Quá nhanh, quá mạnh. Anh Hoàng Chốp không tham gia giải này mọi người nhé. Anh Hoàng Chốp sẽ tham gia giải. Lên trái, lên phải nhẹ nhàng và trái ngay, tự nhiên là may mắn rồi. Rất đáng tiếc. Không vào bàn. Phòng thủ rất tốt. Xung vào điểm giới hiểm. Để ngay lập tức. Vâng. Ôi, không được. Không ổn rồi. Quay màn hình lật ông đi gặp vào đấy. Quá hay. Tiếc quá. Trưởng thành mới đẹp. Cái máy. Đờ mi ngay của. Cố lên, mong Tuân có thể chiến thắng trận đấu này. Vâng, một pha rất tỉnh đòn của. Ồ, không được, khó quá. Nó click trước là chết. Quá hay. Cái bàn này nó giật dẹo lắm. Không được rồi. Thứ 1 rồi. Tiếp. Bóng đi rất thấp. Hai đều. Mòi quá tốt. Để đờ mi được đâu. Ui, hai quả trái bắn bùm 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 của Tuân. Vâng, và đây mới là sở trường. 5-3. Ôi, không được. Hay quá. Quả phải của Tuân quá hay. Tuân thì phát vào phải của Tú. Không được. Ra bóng hay. May mắn rồi, 6-8.
thì hơi nắm chắc cơ hội này không. Quá xuất sắc mà. Quá mạnh, không được. Chiều hơn. Không được rồi, nỗ lực phòng thủ rất tốt. Tuấn ra bóng. Không được rồi, vội quá rồi. Không được rồi. Quả flick trái xoay ngang. Ồ, quá hay. Sau rồi là như vậy, là như thế nào vậy? Nhanh quá, vâng. Ai với Tú thì sẽ rất khó tìm cơ hội để mà tung ra. Rất phải tốt. Trang kênh YouTube Table Tennis Review Live, em đã để đường link ở phần bình luận. Ra bóng quá ngắn, ra quá. Ôi quá mạnh. Ôi. Trận đấu giữa hai ông bố bỉm sữa đấy ạ. May mắn rồi, hơi vâng, rất tiếc. Ông vậy là ông bố Tuân đã giành chiến thắng rồi. Hãy cố lên, hai người đàn ông của gia đình. Ôi, may mắn cho Tuân. Trận đấu này có vẻ chết rồi, không được rồi. Ôi không được, hay quá Tuân. 5 năm rồi ạ. Ôi không được rồi, xoáy quá, không đè được. Tuân ra bóng. Vâng. Có vẻ như tư dành cho Tuân. Ôi không được. Quá hay, quá mất nhan vâng. Vâng, xe 5, Tuân ra bóng. Có vẻ là hơi gấp, nếu mà đánh 7 thằng 4 thì sẽ chuẩn hơn. Ui, quá tiếc. Mới tung, mới hưng nhá. Ui, xoáy quá, không đè được. Ôi. Ôi. Quá mạnh. Ôi, Tuân 27 rồi. Tuân dừng ở số 2 luôn. Ồ. Quả nặng phải báo hết lực. Ra ngoài. Không ổn rồi, không ổn rồi. Quả đấy cao thế là đặt trầu đã thua Tú Mẩu rồi. Hay quá, không được rồi. Chết. Úi trời ơi. Quá nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Có thể lội lại được vào set thứ 7 đấy ạ. Quá hay quá. Ôi giời ơi, Tuân ơi. Vâng, Tú đã ra hiệu lưới phải giao lại ạ. Chịu rồi, nhanh quá. Quá nhanh, em liên tục. Và vậy là chiến thắng thuộc về Nguyễn Anh Tú. Chúc mừng anh Tú vào chung kết gặp anh Hoàng.